Em mãi dư lên xe người vô đi vô. Bây giờ hơn sao? Bây giờ. Bắt đầu. Đã bắt gọn lại phòng. Để đây. Bắn là dở. Chạm bóng nhẹ thôi đã. Tiếng Anh em. Tiếng Anh em. Đâu? Đâu? Má bực mình quá vậy. Nhớ A3 nữ A3 là một trăm lê thật to dành cho áp sát sát người đằng sau nhạt quá. Rồi trận đấu bắt đầu. Hiện tại nguy hiểm lắm. Và đã biết là mấy hai này có bóng rồi. Cầu thủ số 19 bên đội vé đã thắng một không thành. Quang chị nha, đội trưởng truyền cho là mấy hai đã trong phân công ném bóng. Xuất từng pha bóng. Kinh điển gì đâu mà. Sao lại xấu như thế này? Đó, qua bên pha bóng, đỡ xe. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt có bóng.